Những người tình màn ảnh của nữ diễn viên Văn Phượng Hà Chí Quang trong phim Mẹ Ghẻ, Lương Thế Thành, Canh Bạc Tình Yêu và Huy Khánh, Cuộc Gọi Định Mệnh đều là những người tình màn ảnh đã từng góp mặt với nữ diễn viên 8X. Trong số đó thì theo bạn ai để lại dấu ấn nhất? Văn Phượng sinh năm 1988, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, quê ở Vũng Tàu. Cô là diễn viên với lối diễn giàu cảm xúc, kinh nghiệm những vai bà vợ đau khổ. Trong đó Diệu trong phim Mẹ Ghẻ và Nhi trong phim Trở Về đã lấy được nhiều nước mắt của khán giả. Ngoài ra Văn Phượng cũng tạo dấu ấn cho khán giả với những lần đóng cặp cùng với các nam diễn viên như Hà Trí Quang, Lương Thế Thành và Huy Khánh. Với Lương Thế Thành, Canh Bạc Tình Yêu là phim đầu tiên mà Văn Phượng có cơ hội đóng cùng với ông xã của Thúy Diễm và cũng là sau hơn một năm im ắng với thành công từ Mẹ Ghẻ. Ngay từ đầu, cô và nam diễn viên đã được xác định là cả hai sẽ có một tình yêu đẹp trên phim nên những cảnh thể hiện tình cảm âu yếm hoặc những phân đoạn cảm xúc khi gặp biến cố đều được Lương Thế Thành nhập vai rất nhanh. Còn Văn Phượng cho biết cô thoải mái khi đón cảnh tình cảm với anh. Phim Say quanh cuộc chiến của hai chàng trai trẻ khiêm do Minh Luân thủ vai, giám đốc của tập đoàn Thành Công và Đăng Duy do Lương Thế Thành thủ vai chủ tịch của tập đoàn Phát Đạt, trẻ tuổi, tài cao với khí chất lạnh lùng. Đăng Duy sớm mồ côi mẹ đã có hôn thê. Tình thương của anh dành cho ba, em gái, Mỹ Ngọc và người mẹ kế có vẻ ngoài cam chịu, nhẫn nhịn. Trong đó, Văn Phượng vào vai Khánh Băng, một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp gặp nhiều trắc trở trong tình yêu và bất ngờ qua đời không rõ nguyên nhân khiến cho Đăng Duy gặp nhiều tổn thương. Tuy là lần đầu đóng cặp với sao nam danh tiếng, nhưng nữ diễn viên cho biết, Lương Thế Thành có tác phong làm việc chuyên nghiệp khiến cô phần nào cảm thấy an tâm, nhất là trong những phân đoạn khó. Văn Phượng cho rằng, cô học hỏi được nhiều từ bạn diễn và chủ động cùng anh nói chuyện để tạo lên sự tương tác tốt trên phim. Đối với diễn viên Huy Khánh, Năm 2019, Văn Phượng có cơ hội đóng chính trong bộ phim điện ảnh hợp tác giữa đạo diễn người Việt Tạ Huy Cường và đạo diễn người Mông Cổ. Từng học làm phim ở Hollywood, trong phim Cuộc gọi định mệnh, người tình của cô là nam diễn viên Huy Khánh, người lúc ấy mới trở về với tư cách là vai chính sau 7 năm. Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ rắc rối, hài hước giữa cô nhân viên Hiền do văn phận thủ vai và giám đốc Lộc do Huy Khánh thủ vai. Tất cả bắt nguồn khi Hiền phát hiện ra chàng bạn trai sáng do tất thành thủ vai mà mình đem lầm yêu suốt 2 năm qua hóa ra là đi ngoại tình suốt bấy lâu nay, trong lúc đau khổ, cô nhận được lời khuyên kỳ lạ từ người bạn thân tên Nguyên rằng hãy gọi cho một số máy bất kỳ để trút bầu tâm sự. Trớ triêu thay, người bí ẩn ở phía bên kia đầu dây là Lộc, tài xếp khó tính, chuyên la mắng hiền mỗi ngày. Trên điện thoại, cả hai đều không biết thân phận thực sự của đối phương, rồi phải lòng nhau lúc nào chẳng hay. Rồi rắc rối ập đến khi Hiền quyết định đến gặp tận mặt người tình ảo nhân ngày sinh nhật ý nghĩa của mình. Bộ phim có tính giải trí cao, Cả hai phải đóng cảnh nóng để thể hiện nút thắt tình cảm. Nhiều khán giả sẽ cảm thấy bất ngờ với độ bạo của Văn Phượng với nhân vật hiền. Về phân đoạn tình cảm gây cấn của phim, nữ diễn viên cho biết cô không ngại khi đóng cảnh nóng với Huy Khánh, dù trước đây cô chưa vào vai nào tương tự như vậy. Cô chia sẻ thêm, nam diễn viên biết cách tạo cho bạn diễn cảm giác thoải mái cũng như là tìm góc quay phù hợp để diễn mà không bị ngượng ngùng. Với diễn viên Hà Trí Quang, Mẹ ghẻ là bộ phim gây được tiếng vang gần đây của Văn Phượng vì phim đã giúp cô đọt được giải Mai Vàng 2020. Tuy ngoài đời, nữ diễn viên vẫn chưa có chồng con, cũng như tuổi đời còn khá trẻ, nhưng với vai người mẹ, cô vẫn thể hiện nét diệu phù hợp và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Người đóng cặp trong tác phẩm xúc động này cùng cô là nam diễn viên Hà Trí Quang. Phim kể về mối tình đẹp trắc trở của Diệu do Văn Phượng thủ vai và Phong do Hà Trí Quang thủ vai sau thời gian dài chia tay họ gặp lại nhau lúc cả hai đều không hạnh phúc với hôn nhân riêng họ nói lại tình xưa nhưng biến cố xảy ra khi phong qua đời cô thay chồng chăm sóc các con của anh vẻ hiền lành chân chất của người phụ nữ nam bộ cùng với tấm lòng thương người được cô lột tả qua lối diễn tự nhiên hà trí quang cũng được yêu thích với vai diễn của mình anh là người đàn ông chăm chỉ tích cực lao động để lo cho gia đình và chung thủy với tình yêu của đời mình Tuy vậy, vai diễn của Hà Trí Quang lại gặp bất hạnh khi Phong bị tai nạn qua đời trong lúc đi vai nóng để chụp con từ tay bọn bắt cóc. Phong đoạn này đã lấy được nhiều nước mắt của khán giả.